sĩ Quang Tuấn, lặng lẽ và đầy cảm xúc trong âm nhạc. Quang Tuấn không phải là một ca sĩ hải ngoại được nhiều khán giả Việt Nam biết đến. Tuy nhiên, hầu hết những ai đã từng nghe qua giọng hát của anh đều công nhận tài năng và dành một tình cảm yêu mến đặc biệt cho nam ca sĩ này. Giọng ca của anh trầm ấm, truyền cảm, làn hơi cao vút, cách nhả chữ sang trọng và tình tứ. Quang Tuấn tên thật và đầy đủ là Lương Anh Tuấn. Anh vươn lên một cách lặng lẽ vì Quang Tuấn hát độc lập, không thuộc một trung tâm âm nhạc lớn nào của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Nhưng cho đến nay, Quang Tuấn vẫn tự ra được 4 CD, mà CD đầu tay do Quang Tuấn Production phát hành từ năm 2000, gửi người em gái. Sau đó, lần đầu tiên Quang Tuấn xuất hiện hát live show tại San Jose, Bắc California, do Hội Nghệ thuật Âm nhạc California với nhạc sĩ Thomas Ngô tổ chức. Từ buổi trình diễn này, được nhiều khán giả hoan nghênh nồng nhiệt, Quang Tuấn bắt đầu được nhiều người biết đến và được các bầu show mời đến hát tại nhiều vùng, tiểu bang khác nhau của Hoa Kỳ. Năm 2001, Quang Tuấn cho ra tiếp cuốn CD mang chủ đề Huyền. Năm 2002, cho ra tiếp CD mang chủ đề 10 ca khúc Thanh Trang. Năm 2004, cho ra CD Cánh Hoa Duyên Kiếp. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến nay, ca sĩ Quang Tuấn bận bịu với công việc làm cho chính phủ, đi học thêm và đi show ở nhiều nơi khác nhau, nên không còn thời gian tập trung để làm CD mới cho mình. Tuy nhiên, anh có hát cho một số trung tâm và từ đó họ góp nhạc lại để ra CD cho trung tâm của họ, như Trung tâm Kim Lợi ở San Jose, Ý Lan Production, Bích Thu Vân Production. Quang Tuấn thường hát các tác phẩm đầy nghệ thuật của Thanh Trang, hiện cư ngụ ở Nam California. Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiên, Ngô Thụy Miên, Đăng Khánh, v.v. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Việt, ca sĩ Quang Tuấn từng lớn lên tại Đà Lạt trước khi về Sài Gòn sinh sống, cho biết anh đã học đàn tây ban cầm từ năm 13 tuổi, từ modern cho đến classical, trong nhiều năm liền và bắt đầu mê nhạc và ca hát từ đó. Năm 1990, anh đến Hoa Kỳ sau khi vượt biên một cách vất vả bằng đường bộ qua ngã Campuchia đến Thái Lan và theo khóa học hát tại Golden West College. Năm 1992, anh đạt giải nhất thi tuyển lựa ca sĩ giải giọng ca vàng do ca sĩ, nhạc sĩ Duy Khánh tổ chức tại khiêu vũ trường Diamond. Năm 1993, anh đạt giải nhì thi tuyển lựa ca sĩ giải tài năng mới do nhạc sĩ Ngọc Chánh tổ chức tại khiêu vũ trường Bris và đã ký hợp đồng hát cho vũ trường này 2 năm. Nhạc sĩ Ngọc Chánh do mến tài năng của Quang Tuấn đã làm cho Quang Tuấn một CD hát chung với nữ ca sĩ Ý Lan, chủ đề Chỉ Vì Em Yêu Anh. Một trong các buổi trình diễn để lại ấn tượng nhiều nhất của ca sĩ Quang Tuấn là vào 23 tháng 3 năm 2008 khi anh tham gia chương trình Như Cánh Vạt Bay tại Houston, Texas cùng với các ca sĩ như Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Trần Thu Hà, Hương Giang do đài phát thanh VOVN của nhạc sĩ Đăng Khánh và Phương Hoa cùng tổ chức được hoan nghênh nhiệt liệt. Mặc dù đã đứng trên sân khấu hơn 20 năm, cũng đã từng được nhận lời mời tham gia vào các trung tâm tên tuổi của làng nhạc hải ngoại, nhưng Quang Tuấn đều từ chối. Ngoài lý do muốn có sự tự do, không ràng buộc vào các hợp đồng, còn là lý do kén chọn bài hát để phù hợp với bản thân của Quang Tuấn. Điểm đặc biệt ở ca sĩ Quang Tuấn là sự nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật. Anh lấy đó làm phương châm và xem đó là điểm khác biệt của mình so với một số ca sĩ khác. Anh từng chia sẻ, khi mình hát trên sân khấu, mình phải tôn trọng thính giả. Ví dụ, mình hát một bài hát nào đó, thì Tuấn chắc chắn rằng thính giả thuộc hết bài hát đó. Với vị trí của một người ca sĩ chuyên nghiệp, không thể nào mình mở băng nhạc bên trong rồi mình hát nhép ở bên ngoài. Và điều này, Quang Tuấn không bao giờ làm trên sân khấu. Cố gắng giữ vị trí của mình luôn là như vậy. Đó là hình thức mà mình tôn trọng khán giả, thính giả một cách tuyệt đối. Và đây là điểm đặc biệt của Quang Tuấn xưa nay. Với vị trí của một người ca sĩ chuyên nghiệp, không thể nào mình mở băng nhạc bên trong rồi hát nhép ở bên ngoài. Điều này tôi chưa bao giờ làm trên sân khấu cả.
Người nghe nhạc ngoài biết đến một Quang Tuấn với chất giọng mượt mà, trầm ấm trong những tác phẩm quen thuộc như Tình Rơi, Biển Tím của nhạc sĩ Hồ Đăng Long, hay Lặng Nhìn Ta Thôi của Diệu Hương và nhiều tác phẩm khác của dòng nhạc tiền chiến với những nhạc sĩ lừng danh như Hoàng Quý, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, thì thính giả còn bất ngờ với sự làm mới là nhiều ca khúc đã cũ, trong đó có Bản Huyền của nhạc sĩ Thanh Trang.